như là bây giờ em là em đã em mẹ của em muốn clip cho mấy chị em đó. Hôm nay em trở lại đây là muốn giao số tiền cho mấy tám. Hôm nay là đi là có xuống đây là có chủ ấp ấp tư công thượng viện. Mấy chị em ở trong đó là và cô là như thay mặt trong một nhóm Phật tử và anh thường quân một cái số tiền là để hỗ trợ cho gia đình mai táng. Cô là thay mặt mấy chị em và anh thường quân đọc lên số tiền trong này là có cái danh sách thì giấy đọc gia đình nghe cái danh sách nha. Dừa Chí Phương 1 triệu, thuốc tây Thanh Điền là Khánh Hội là 500, Kim Anh ấp 3 Nguyễn Quýt 500, shop quần áo Kim Ngân Hoàng Bi 500, Thanh Điền tấm cống 500, Ba Khí Trần Khánh Lâm 300, shop quần áo Khánh Ly Khánh Lâm 300, nhị tiệm vàng Kim Thịnh Khánh Lâm 300, Hiền Ngon Dựa Mực Khánh Hội 300, Vợ Chiều ấp 8 Giáo 7 300, tiệm sửa xe Minh Đầy Khánh Lâm 300, Thơ Vợ Điền Sửa Limo Khánh Hội 300, Cô Giáo Chung Trường Khánh Lâm 200, tiệm nhôm Quang Gương 200, Phương Viên Đồng Hồ 200, Quách Lưng bên Kiểm Lâm 200, Bảo một cái Facebook là Bảo Quốc Bảo Quốc Dương 200, tiệm Cà Mau 200, Chị Đời Như Ý 200, một cái Facebook Di Kim bạn của Kim Anh 200, một cái Facebook là Úc Đẹp Úc Mập 200, em Phụng Cà Mau 200, Nhật Khang một cái Facebook Nhật Khang là 200 ở Sông Đốc, một cái Facebook Nguyễn Thư Quỳnh 200, một cái Facebook Đoan Đỉnh 200, một cái Facebook Thanh Thí 200, một cái Facebook Trần Châu 100, một cái Facebook Thanh Lam 100, Di Bạn Hiệp 100, Cà Đăng 100, Gia Hậu 100, gia đình của chị Vũ Sơn Dầu là chị Vũ nè, 600, là tổng cộng số tiền là 9 triệu, là mình phần này là mình hỗ trợ tiền mai táng cho em Tâm bị điện giật cho gia đình. Chị giao tiền luôn. Kệ đi công khai đi. Giờ không biết nói gì hơn. Bây giờ tôi xin cảm ơn và đặt cảm ơn với trời cho mấy chị em trên chương trình tài trợ. Các mạnh thường quân giúp đỡ cho em tôi với mai táng này cho được tròn đẹp. Tôi cảm ơn và cảm ơn thành đặt cảm ơn. Tôi nói giờ đó không còn để sức để nói nữa. Tức mắt. Cảm ơn. Cảm ơn mấy chị, mấy cô. Em thì như thay mặt trong cái nhóm Phật tử và mạnh thường quân
cái chuyện chết chóc á thì cũng không ai báo trước được, mà trong này á mấy chị em của em á là làm hết sức mình, bây giờ ai khổ nghèo á cũng không bỏ được. Hiện bây giờ đang á là quà ở tư á, ở ấp năm á Khánh Hội á là đã đang chết nữa, thì tụi em cũng quay cái biết một hơi lên nữa, thì nó rất là nhặt á là chị em trong mạnh thường quân này á giúp đỡ mấy ngày nay, là ai cũng là hỗ trợ cho em để mai táng cho mấy bàn tâm trung tâm là viên quan. Bây giờ nó lên cái hàng quà nữa thì nó bỏ là bỏ không được, mà giờ này thì nó rất là lu bu, thì thành ra là trên chỗ chị em Phật tử mà gửi quân á là quan hỷ cho mình đi, giờ quá giờ cũng đột ngột rất là khó khăn. Bây giờ rồi giao tiền của con đi thì còn mình lên cái list là chết thành ra là vừa lo vừa sợ động như mình làm nó như trường hợp nó quá nhỉ, rồi như bữa nay lên như vậy đây khi người ta cũng làm nó không sao mà lên hoài cũng khổ, mà nếu bỏ người ta thì bỏ không có đành nữa. Bây giờ người ta đang chết không có hàng dương thì bây giờ phải xin hàng thì mai táng thì ánh tiền thôi. Bây giờ các chị em mạnh thường quân hoặc chị em trong Phật tử ai cũng quan hệ cho mình để cho mình làm hoàn thành tâm nguyện, chứ bây giờ nếu mình bỏ mấy anh em gì mình không có bỏ được, cái chết là cái tận rồi, mà chết mà không có hàng gương không có mai táng nữa rất là khổ. Chị em trong phái đoàn là hoặc ai nghe được thì quan hệ cho mình đi, chứ giờ mình không biết nói sao nữa. Rồi con cảm ơn, con cảm ơn đi. Cảm ơn nói tên nói chung á là người chết là mình muốn giúp ai mình muốn giúp chứ là gì, và không biết cách mình giúp sao cho trọn vẹn.